Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm Sirus 25EC, thuốc đặc trị sâu rầy gây hại cho cây trồng. Đầu tiên đó chính là về các thành phần chính của sản phẩm như sau: Cypermethrin 25%, phụ gia là 75%. Và tiếp theo đó chính là về công dụng thì Sirus 25EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới thuộc nhóm cúc tổng hợp, có tính tiếp xúc và vị độc, diệt trừ nhiều loại sâu gây hại như là cắn phá, chích thuốc, đục hoa, đục quả. Và tiếp theo đó chính là về đặc tính của sản phẩm. Đây là thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp, có tính tiếp xúc mạnh, vị độc cao và làm côn trùng ngán ăn, hạ gục cực nhanh. Do đó, thuốc có hiệu quả rất cao khi phối trộn với các loại thuốc chích trồng khác, hiệu quả đối với nhiều loại sâu gây hại trên nhiều loại cây trồng. Và tiếp theo đó chính là về cơ chế tiêu diệt côn trùng, hạ gục cực nhanh, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của côn trùng, thuốc ngăn cản sự kiềm hãm dẫn truyền xung thần kinh, côn trùng nhanh chóng bị nhiễm độc và mất kiểm soát rồi chết. Và ưu điểm của sản phẩm Sirus như sau, đó chính là tính tiếp xúc cực mạnh, sâu ngừng ăn ngay khi bị dính thuốc và an toàn đối với môi trường. Để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng thì quý bà con vui lòng gọi về số điện thoại hotline 0919817033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này nhé. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.